Đọc là gì con? Ui, sao đọc là út được. Bắt đầu này. Trông rất đẹp. Look very nice. Đồng phục. Uniform. Đi tới chỗ. Đi tới chỗ cảnh sát này à? Go up to. Xe. Car. Sao này nói theo nhau thế phải nghĩ chứ. Sẽ là gì? Car. Trời ơi. Giúp đỡ là gì con? Help. Bảo tôi. Tell me. Nếu. If. Cố gắng. Try. Nguy hiểm. Dangerous. Muốn. Need. One. Luyện tập. Training. Criminals. Thông minh. Smart. Đưa ra vé phạt. Give out tickets. Phần còn lại. The rest of us. Chữ nào là phần còn lại? Of us. The rest. Us là gì? Nào cái này là điểm rất căng cái này. Chữ này con phải biết us là cái gì để cho điểm này. Chúng ta. Us. Of là gì? Of. Là... Không được học vẹt đâu. Bây giờ the rest of us là 4 chữ, 3 chữ. The rest là gì, of là gì, us là cái gì cơ mà hiểu chắc chứ. Không nói linh tinh được. Nào bây giờ biết không đấy, nên là học vẹt đấy. The rest là gì Quân? The rest là... Đức, the rest là gì? Rồi. Cho cái gì? Rồi.